Ngọc Hoàng cai quản mọi loài. Tu Di bốn mùa châu cõi thiên cõi địa thủy cung cõi người, tức là trên trời á, là thượng đế là lập ra hết mấy tầng trời là cha cai quản. Cõi địa là cõi mình, thủy cung ở dưới nước á, có một cái thế giới rất là siêu. Ngài Long Vương là nhạc phụ của mình, ổng là cai quản. Cái con là cái ông nhạc phụ ổng lên ổng nói chuyện, ông nói bọn nó biết á, ở nước Mỹ có phước, có nhà lầu building giống như Las Vegas, New York rồi phải không? Ở dưới thủy cung không có đó. Nhưng mà có Ngọc Ngà Châu Báo rồi kinh điển rồi đầy dưới đó, tức là dưới là một kho tàng quý giá của chúng ta đó. Kim cương hộp sòn gì cũng có dưới đó. Người ở dưới sống rất là thanh bình, mình đứng tự họ với họ lạnh thật sự có. Tới ngày hôm nay sư mẫu nằm nhà bà cũng lạnh lạnh hoài, bà sống dưới nước hoen là lạnh thật sự quá lạnh á. Nó khác hơn cái nhiệt độ với hồ. Mà bà cũng là dạng công chúa mà, bà là trong ngũ long công chúa cái Úc. Thì trong lịch sử Việt Nam á, là trong thời con rồng cháu tiên á, châm chính á, từ từ nghiên cứu cái đó sao nè. Rồi thủy cung cõi người, Ngọc Hoàng cái quản mọi loài, thần tiên Bồ Tát Phật Thiên Chúa Người, tức là cha coi hết. Vì sao mấy ông thầy cũng nói cha nhỏ hơn mấy ổng? Không có bao giờ có chuyện đó. Cha là trung tâm, Phật là một PhD. Cha có hàng tỷ năm, tất cả những gì Phật đều phải mang thân người xuống qua địa cầu này, chịu khổ mới thành Phật. Thì là sao? Là con có cha mới mang được thân người, mới có cái tánh khôn mới tu, đúng không? Tại sao thời nay những vị thầy, những vị Phật tử không có hiểu đi một chút? Họ đã có cái tâm từ bi rồi, họ mà có trí một chút, mà có cái dũng khí để mà bước ra cái ngã đó, bước ra cái chấp tướng đó, họ sẽ thành Phật như chúng ta. Cho nên các đứa con họ Thiên hôm nay tuy là đi sao, nhưng mà đến trước á, quan trọng là chỗ đó. Đó là về là tại từ đầu nói tới khúc này nó cho xong rồi. Thì ý hôm nay mình nói là cuối cùng của thầy Tennis rồi. Cuối cùng cái thiện sẽ chiếm được cái quả địa cầu này. Cái quả địa cầu này nó cũng giống như một cái địa bàn. Mà bên thiện á, thì muốn và không muốn cho những đứa chư thiên mà trên kia gọi là dạy không được á, thích đi chơi không à. Phật lâu lâu đến để giảng pháp trên trời á, không có thích ngồi nghe, cứ đi ba vòng vòng rồi cua tiên ông rồi đi hái hoa hái đào gì đó không biết, không có chịu nghe giảng pháp, xuống đây chịu khổ. Trời, có những đứa tiên xuống đây khổ, yêu nhiều quá xuống đây hết, yêu đậm luôn, thành ra vô trong quán karaoke đóng bồn, rồi từ từ đọ xuống, khổ đến nỗi mà tái sanh trở lại chịu không nổi, rồi lúc đó mới chịu tu thì mới đi trở lại được. Thì trên trời có người lên, có người xuống. Hôm nay chúng ta ngồi đây, đây là một chư thiên kế tiếp về trời. Nhưng mà ngược lại trên trời hiện giờ cũng có người đang rớt xuống. Mấy vị nói mà up and down, thì mình mới hiểu được là nơi đây chỉ là một chạm dừng chân trong vũ trụ để mà thanh lọc lại cái tâm tánh của chúng ta thôi. Nó chỉ có thế thôi, chứ nó không có gì gọi là như người đời nghĩ, ô tôi phải làm tỷ phú rồi tôi để di chúc lại cho đống con dòng họ tôi này nọ. Cái đó là điều sai lầm. Ô, anh lại anh có gì muốn chia sẻ anh nói với anh để cho tôi nghĩ mệnh. Dạ. Ông muốn hỏi sư phụ được không sư phụ?
lâu lâu mới gặp được thiên tử, mình phải tận dụng cơ hội không như thế. Thì cũng muốn bữa sư phụ nói là ngài Trần Đạo là vua của nước Việt á, thì nếu mà được theo con biết đó là trong trong lịch sử của nước Việt á thì ngài Trần Đạo chưa bao giờ làm vua hết. Có những vị khác làm vua mà tại làm giống như duyên cớ nào mà ngài Trần Đạo là trở thành vua của nước Việt trong vua gì vậy sư phụ? Nếu mình nói vậy chứ Hồ Chí Minh là chủ tịch nước và cái nước thì cộng sản bây giờ ông muốn giống như vua, cái ông chết ông muốn làm vua luôn à? Tại sao ông bị bắt xuống địa ngục vậy, đúng không? Giống như bắt Trần Đại Quang ngày xưa cũng chủ tịch nước, hôm nay tại sao ông giờ cháu không biết ông làm gì mà cũng có một chút công đức, ông là ác cũng có mà thiện cũng có, cuối cùng bây giờ cái ông Mai Hắc Đế nhận ông làm lính lát gác cái cổng của miếu Mai Hắc Đế, còn cái mộ của ổng nó xây lộng lẫy như là mà thành thủy hoàng, ổng đâu có ở đó được. Cái đó là chuyện thế gian, còn chuyện vô vi á không phải, nếu nói gì những gì vua cũng giống như vua ở đại đi, sao ổng không làm vua nữa mà ổng đang giờ làm một cái bốc ma mà ma đói nữa nha, đâu ai cho ổng ăn bánh mì nữa đâu, ổng có lẫn quẩn trong cái phong ban ổng của bên Pháp á, là một cái hồn. Còn Ngô Đình Diệm thời hiện giờ là đang làm một cái bóng ma ở nhà thờ Phú Cam. Chỉ có ông Thiệu thì bữa giờ quên hỏi ông đang đâu á. Biết hết. Khi nào một bên bên đây á, mà có công lớn á, thì mới được cha phong. Chứ còn một cái phước của họ, họ chỉ làm vua hay làm tướng gì không biết. Nhưng mà lúc mà ngày Trận Đạo sống thì không có làm vua, nhưng mà hiện giờ là vua thiệt á, vua hết của tất cả các vị vua của nước Việt, trừ khi những người có chân mệnh lớn là được cha phong. Tại qua bên kia cũng có hàng ngũ, cũng có trật tự, thì ổng phải có công lớn. Ngài về nói chuyện chuyện thường xíu mà thần là vua của nước Việt mấy cái bạn áo ngọc hoàng thân. Bên kia tính khác bên này, nếu mình nói vậy chắc mấy người vua ác của Tàu ấy về bản cũng làm vua luôn, đâu phải, tức là một đời trước nó có phước nó làm vua, nhưng mà khi nó chết rồi nó thành quỷ đọa địa ngục. Cửa sư phụ nói về 36 tầng trời ấy, sư phụ à, vậy cái cõi của Phật A Di Đà với cõi của Phật Thích Ca đó là ở tầng thứ mấy vậy sư phụ? Ở đây là mình tới tầng 28 là tới cõi tịnh độ rồi đúng không? Mà cõi tịnh độ á là sẽ có những vị A La Hán nè. Của Phật A Di Đà, của Phật Thích Ca, ngài đã thành Phật. Cũng giống như ngài sẽ có một cái thế giới, một cái quốc gia riêng của ngài. Rồi ngài có cái nguyện độ của ngài, ok. Giống như Kiệt bây giờ cũng có thể làm được nếu Kiệt muốn. Tất cả ai tu tập theo đúng cái phương lối của Kiệt về trở sẽ gặp Kiệt. Kiệt sẽ là người cũng tiếp tục quản lý cái khu vực đó. Nó cũng giống một cái me vậy đó. Còn cha là trung tâm, là khủng khiếp lắm. Là ba tam thiên đại thiên thế giới. Thì Phật Thích Ca cũng vậy, ở một cõi Niết Bàn. Thì ngài cai quản tất cả những vị Phật nào muốn về cõi Niết Bàn. Rồi những cái chuyện lớn khi mà hậu mà gọi là hậu sự giống như triều đình vậy đó, thì cha Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, tất cả các vị Phật đều đến để mà góp ý giúp cha.
nhưng mà cha vẫn là cha của những gì đó, nhưng những gì đó cũng có những cái lãnh vực riêng của những gì đó, thì những cái mà là gọi là cái territory riêng, cái công thức riêng để mà xuống đội chúng sanh. Cho nên dầu cho những cái gì rất là lỗi lạc mà không phải có ấn chứng của cha, giống như kỳ có ấn chứng để mà lập đạo, vị đó cũng xuống trần, cũng xưng là con của cha và vẫn là một người tu thành Phật trước, giống như Phật Thích Ca cũng vậy. Ngài không có nói Ngài là giáo chủ nha. Cho nên lập đạo á, là phải có ấn chứng của Thượng Đế và Hội đồng Chư Phật chấp nhận mới làm được. Còn ai mà không mà có mà xưng bậy bạ đó, không ai dám. Có nhiêu đó thôi thì quý vị biết việc này là thiệt hay là giả rồi. Có hồ bao nhiêu chuyện muôn trùng mình không nói nhiều nữa, nó trở về thời cổ tích rồi. Mình chỉ nói thời thực tế là sau này nước Việt sẽ cực kỳ á, cần có sự hiện diện của Đức Thầy và có kịp thì nước mấy gì trên trời mới độ. Còn hôm nay mà Đức Thầy mà không xuất hiện, dân mình sẽ khổ hoài luôn. Bảo đảm khổ truyền đi. Khổ đến khi nào mà mấy ông lãnh đạo mà có tiền gì á, cả trăm triệu dân đứng khóc là hụ hụ. Giống như kiểu mà Kim Nhân Ủn vậy đó. Cái gọi là bị nhồi sọ thứ thiệt rồi đó. Hết cứu rồi đó. Nó sẽ có cái mạng đó. Hôm nay cũng may á, họ cũng còn chút xíu. Một số lượng người còn có trí tuệ, còn có coi YouTube, coi này coi hiểu được là những cái gì mấy ông nói láo, chứ làm gì có thiệt. Tối ngày cứ lên trên đài, cái đóng đài truyền thông cả trăm đài, không có đài nào nó thật lòng chứ. Toàn nói xạo không, nói hiếp mà nghe quải luôn. Ây là Phật đủ chưa? Mà hỏi người cao hết quay quay lại mà không hỏi. Em con hỏi câu ngu muội chút nghe sư phụ. Trời ngu muội tại vì nghe tất cả những cái mà đạo lý của Phật giáo với lại những cái gì đã xảy ra, nó dường như là con người muốn tu để thoát khỏi cái kiếp luân hồi á, thì nó thì phải là buông bỏ hết. Cắt ái ly thân. Mấy anh thầy dạy là cắt ái ly thân. Tiền của con là tiền của ta. Đưa cho ta đi cũng vừa để con có phước con thành Phật. Đúng không? Thì chèn cái bụng. Không sao còn lại. Chỉ có một cái là vợ con phải vợ của ta thôi. Nhưng mà dây hết xui chị. Hết xui ta không chứ bụng. Hả? Hết xui sư phụ. Cái vợ con không phải vợ ta lại nói hết xui sư phụ. Em này không, nếu mà không nói được ở câu đó cũng nói luôn đó. Cúng giường nhỏ hết. Cúng vợ cho mình nhỏ luôn. Mấy ổng là đại dê cao lắm. Tiếp tục hả? Thì dường như là mình muốn thoát khỏi thì mình phải buông bỏ. Ngay cả ngày Sĩ Đạt Ta cũng xa lìa gia đình để mà đi tìm cái chân lý, để trở về cái gì đó mà giống như kiểu mà phải buông bỏ hết sư phụ. Mà trong khi đó thì cha mẹ là tượng trưng cho một cái gia đình, một cái con cái gia đình, mà trong khi đó thì Phật giáo không phải Phật giáo mà theo cái sự tiểu sử của Ngài Thích Ca Mâu Ni thì họ buông bỏ gia đình. Thì con không hiểu cái lần vừa tại sao phải không? Dạ. Không có. Ở trong chúng ta trên 90% thì điều không ai làm được cho Phật Thích Ca, đúng không? Quá khó. Còn bên công giáo quá dễ, cứ ăn thịt chó, ông cha vẫn ăn thịt chó nghe. Bên có vụ đó, còn cãi lộn với mấy ông cha khác nữa. Cái này chú nói vật dưỡng nhân,
Cho nên cuối cùng thiên tâm nghe lời là khúc giữa. Tuy là không có về ở cõi Niết Bàn như Phật Thích Ca, về chánh dẫn tu tiếp tục, nhưng chúng ta được thoát cái luân hồi sanh tử ngoài cái lục đạo ra, nếu giữ đúng 12 giới luật. Còn mà các ái ly thân, thời nay kêu ai các ái ly thân làm sao một cái đạo thống nhất được thế giới. Trong tương lai đạo Phật vẫn còn. Những đứa con thiên tâm, đứa nào muốn thành Phật Thích Ca cứ vô ngồi thiền nhập định. Nghĩ bao nhiêu trong 8 tỷ người có bao nhiêu ngồi thiền nhập định nói chuyện vô vi được cái bờ trên. Đó là khó. Cho nên vẫn cái đó vẫn còn, cái process của Phật Thích Ca vẫn còn. Có bao nhiêu người như thiên tướng chuyện này cầm trong tay bạc tỷ mà lại không đi xài, ngu xài chung với mọi người. Mấy đại gia có nào làm vậy không? Giàu có mà đưa cái mặt cho mấy thằng dư lượng viên á, mấy thằng nhóc nó chửi như chó vậy đó. Cho nên tùy cái hạnh mỗi người nó có khác. Cái hạnh của Kiệt xuống trần nguyện thời nhảy dù xuống, thế giới này còn sự bất công, có không thành Phật. Có nghĩa là còn vô thần thì không có thành Phật. Mà hôm nay vô thần mới đáp xong rồi, máy bay các con họ thiên nha, ai về trước à. Chỉ có còn vô thần mới còn sự bất công. Công nhận không? Cái thế giới này thành thế giới đại đồng thống. Sau này cái đạo thiên tâm từ từ sẽ thống nhất. Nó không phải là 100%, là 90%. Còn một số như đại tử này nói vậy đó, là vẫn là những cái người để mà giống như cái cầu nói connection, để liên hệ với bề trên. Nó phải có một cái số người cực kỳ gọi là có, cũng là những vị Phật xuống trần để tiếp tục, để lưu truyền cái thiên tâm. Cuốn kinh ngày hôm nay chỉ còn sống thôi á, mà bữa nay khỏi đóng người á, in đủ cái kiểu hết trơn. Cũng không sao, sửa tùm lum hết. Đạo Phật mình cứ hỏi một cái process của Phật á, là cứ ba khoảng 100 năm có một vị tổ xuất hiện để mà dùng cái thần thông để mà scan lại có gì đúng sai, hiểu không? Cho nên cuối cùng cha mới nói tu theo Di Đà Quan Âm, chứ không phải đạo Phật là cần có một giáo hoàng như bên Công giáo để mà yes hay no. Bản thân ông sai mà ông nói yes cả đống ở dưới người ta cũng yes hết làm sao. Đạo Phật mình không cần cái đó. Đạo Phật mình phải dùng thần thông nha. Nếu Kiệt không có thần thông, nếu tất cả xung quanh Kiệt là người bình thường, hôm nay á cũng không biết làm sao mà độ được chúng sanh. Thì có những cái đặc biệt nhưng mà mình không nói được. Dạ, dạ. À, thì cái đó vẫn còn nhưng mà rất là ít. Mình phải lấy cái số lượng nhiều chứ mình không có thấy lấy như nếu mà đạo Phật nên như vậy. Ngài Đạt La Đạt Ma lỗi lạc thế giới ai cũng biết, đi đâu ai cũng kính nể ổng hơn là việc này, đúng không? Nhưng mà người ta chỉ tới nghe ta đi về thôi, chứ mấy người Mỹ đâu có theo đạo ổng nói đâu. Ờ, tôi biết ông tu theo Phật, nó không có theo. Nhưng mà nếu mà chuyện mà sau này á mà đúng ngày đúng giờ mấy vị cha nói chuyện nói tiếng Mỹ, bảo đảm con đóng mấy người Mỹ nó theo kìa. Mà hiện giờ có một hàng đại tử đại quỳnh đâu ở quỳnh ngõ ngoài đó, đại tử người Mỹ á, mình cũng có mấy người Mỹ theo thiên tâm đó, không thấy lợi hại không? À, thì nó khác nhau ở chỗ đó. Nhưng mà cuối cùng rồi là một à, trên trời có một đạo một. Dạ sư phụ phải nghĩ giống như mấy ông họa sĩ, chừng nào chết rồi mới nổi tiếng được. Từ rồi chết thì mới nhiều người theo. Hồi xưa á, mình đóng cái màn đó rồi. Thời nay mình không có ngu như hồi xưa. Hồi xưa mới có 3 năm bị đóng ba cái đinh. Hôm nay mới có 50% là phải có đạo rồi có đời nữa. Hồi xưa không có đời, hôm nay cái phần đời mới là quan trọng nè. À, cái đầu của Kiệt thấy vậy á, hiền thì cũng rất là từ bi. Nhưng mà chính trị á, thấy là lên mấy chính trị gia cũng không bằng gì đâu. Mình không nói hơn họ. Nhưng mà chính trị là gì? Nó là nít 3 tuổi, mình là nít 5 tuổi, là mình hơn liền. Chính trị là trò chơi con nít trong mắt kìa. Cái thật tâm mới quan trọng. Còn lên trên đài mà nói chửi,
lúc mà nó nhét bao thơ vô họng cái là hết chửi. Đại ca của mình tặng cái khăn nè đại ca Ngô Kỷ. Bữa nay á, bữa mẹ hỏi khăn bữa tôi đâu rồi, tôi cũng đeo đệ tử tôi bắt trước anh, nó cũng thêm nhiều lắm. Nhưng mà khăn của anh chống gậy, giờ anh không có mà chống nữa, anh chống gậy với anh lo ăn uống không, ăn gì cũng. Cho nên mình chống tới lúc nào kìa. Nói này hồi cũng lộn gì chứ chị à. Cái bài này á, là nó sẽ hù em lúc này. Hồng tàn giữa mùa xuân, mọi vật đều xanh tươi, khắp nơi vang rền chuông mõ, cha con ôm mừng trước ngõ, Nam Bắc trở lại xung vầy. Hiện giờ người Bắc kỳ thị người Nam phải không? Đảng đảng Bắc kỳ thị đảng Nam phải không? Nghĩa là Nam Bắc trở lại xung vầy. Việt Nam hạnh phúc từ đây, Minh Dương trở về vận dựng nước. Lúc nào câu nào từ Sấm Cơ cho tới cái bài Hồng Tàn giữa mùa xuân này cũng đều nói như vậy. Ở đâu mà trở về? Minh Dương trở về dựng nước, anh hùng ra về lần lượt. Là anh hùng nè. Ý cái ông gì vậy? Nãy ông này tên gì ta? Nguyễn Tường. À ông Nguyễn Tường. Anh hùng ra về lần lượt, dựng lại cơ đồ, phục hồi trần nghiệp. Phục hồi trần nghiệp là mấy vị thường nhắc á, là thời nhà Trần á, là tất cả bô lão lên đòi nước Việt Nam đoàn kết, quên thù nhà, tức là không có Nam Bắc nữa và cũng không có cộng sản quốc gia nữa. Mấy vị nói như vậy là dùng cái ý là nhà Trần để mà dựng lại nước Việt. Chứ bây giờ là còn Nam Bắc, còn đảng, còn HO, còn người Bắc, người Nam, con cháu cha, phải không? Thì câu này chung này, dựng lại cơ đồ, phục hồi trần nghiệp, dẫn nước bình an, bờ cõi gian sang, an cư lạc nghiệp. Là hồng tàn giữa mùa xuân. Thì cái đọc này trong lúc này là bài này đang ứng. Là hồi đó bài này ra năm 1979. Mới gần đây nè, mấy vị kêu coi lại cái bài này. Nó ngắn nhưng mà nó có ý nghĩa. Hồng là Việt Nam, cái gì cũng màu hồng. Bông hồng, khăn vàng đỏ màu hồng. Rồi Mao Trạch Đông như hồng quấn gì đó, đó là màu hồng hết, cái gì cũng phải màu hồng. Qua hồng á thì nó héo. Héo tức là từ từ ở bề trên á, cho cái thể chế vô thần á Đi vào quá khứ á, thì nó phải héo không? Thế mà làm sao rụng, qua hồng cũng lâu rụng đúng không? Rồi từ từ rụng, bữa giờ nó héo là sau khi mà Liên Xô sụp đổ á, là nó đã héo rồi. Tới ngày hôm nay là bữa giờ như ta 20 năm rồi phải không? Mười mấy 20 năm từ lúc thể chế Liên Xô tới Putin giờ. Thì đến lúc héo là nó tàn, dĩ nhiên héo là phải tàn. Cái quan trọng là rụng, hôm nay là rụng. Không rụng sao dân nó bị đánh đói. Việc làm bao nhiêu, việc làm bao nhiêu, kinh tế nhà băng sắp sửa sụp hết rồi. Một mặt là dân không có việc làm, một mặt thì tăng tiền điện lên gấp đôi lấy đâu sống, rồi một mặt cứ lâu lâu có ông á thắt cổ trở cho nên cái khăn này mà bốc phải tặng. Tặng lại cho mấy thằng Reno mà của người Việt mình á. Việt Nam mà Reno nhiều lắm, bốc lửa bạn thân nào chống cộng, thằng chống gậy á, tặng lại rồi tự mày thắt cổ. Tại nó không có giữ lòng tin á, nó giờ chắc mà không giữ lòng tin. Mình đã lên mạng mình nói rồi, phải giữ lòng tin là Đức Thầy xuất hiện, cờ này sẽ treo lại trên độc lập. Vậy mà nó không tin, nó nói trời ơi anh Kiệt, anh hay quá, anh chống cộng giống như tôi, ta đậu chống cộng tao mới hẹp. Cái nói anh hay quá, anh mượn tâm linh để mà anh dụ người ta. Mấy thằng cùng đồng đội với mình á, thằng bữa mình đây ca bốc quỳ, cái nó cười, tao mà đi mượn tâm linh hả, tao là thiệt chứ cần gì phải mượn. Nhưng mà đừng có tưởng là người chống cộng họ hiểu gì chuyện của mình.
Cho nên Thiên Đức Kiệt có hai cái mặt. Cái mặt là các quý vị tin Kiệt đúng không? Còn cái mặt kia mấy anh kia nó thương Kiệt là gì? Kiệt dám nói và dám nói lời thật và nói những lời hay hơn người đó. Giờ coi đi, nó không dám nó nói. Kiệt vẫn mang cái lá cờ này đứng trước mặt binh pháp mà không bị cộng đồng Mỹ chửi, mà lại được mấy thằng nhóc ở Hà Nội, Việt Nam mà thương nữa. Nghĩ nó dễ không? Khó lắm à. Mà lúc đó tự nhiên nói là mày phỏng vấn. Cái thằng Lân nó gài mình đó, mà Mỹ này nó dữ lắm. Mình biết nó là gì cộng gạch á. Nó tưởng nào mà đưa mình lên á là giống như mình quảng cáo gì mình thấy. Thật sự mình hãnh diện ấy rồi mình thì có. Nhưng mà chỉ vừa ra chuyện đó là cái lối của mình vậy. Cuối cùng không ai ghét là gì. Người nhân thập đi về tả hữu phò trì cây cỏ cũng thành vinh. Cái là quốc nội cũng thương, quốc ngoại cũng thương, dân cũng thương. Đây là Phật. Thôi nha, nó hoài rồi còn hoài. Hỏi đi. Sư phụ, người ta nói cái thời xây dựng giống như Thượng Quân, Trung Quân, Hạ Quân. Thì mỗi quân vậy thì cũng có ba kỳ. Thì nếu mà tính như vậy, trung quy là mỗi thời kỳ vậy, một cái sòng xây vậy là bao nhiêu năm vậy sư phụ? Này trong kinh có nói trong kia không quên này, lúc trước thì có đọc qua cái này. 10.000 năm. Cứ ba mấy nghìn năm là sao nó 10.000 năm? Nó đi nguyên một cái chu kỳ là ba mấy nghìn năm. Hả? Ba mấy ngàn năm là thượng trung hạ. Thượng trung hạ. Tới ba mấy nghìn năm là cái quả địa cầu này, cho nên bây giờ lâu lâu á mình thấy có những cái núi khổng lồ khắc tượng Phật đúng không? Lâu lâu á mình thấy có những UFO nó nằm trong lòng đá là ngôi ra đó. Ủa mấy cái đó làm sao giải thích? Thì hiện giờ trên ảnh ngoài kia kim tự tháp cũng chẳng biết ai xây nó nữa. Nhưng mà những cái người thời kim tự tháp á là họ chôn, họ thích chôn giống như cái kiểu mà quấn rồi chôn xác vậy đó. Mâm mì hả? À mâm mì. Thì quý vị cứ tưởng tượng thời Hạ Quân của mình á, ai chôn giống mâm mì vậy? Ai giống mâm mì? Hồ Chí Minh. À, để này hay ta. Lúc trước là Lenin đúng không? Mao Trạch Thông không? Nhưng giờ bị danh nó đập bể rồi phải không? Giờ chỉ còn người cuối cùng giống nãy mình nói là chuồng gà. Chỉ có chuồng gà mới giống là kim tự tháp là mâm mì. Thời xưa là quỷ á, thần tà thần á, thì họ vẫn còn cái tiềm thức nhớ nhớ như vậy. Hôm nay họ tái sanh lại họ cũng thích kiểu như vậy. Mâm mì thì khoảng mấy chục nghìn năm đó một lần. Lúc mà kiệt nhìn thấy cổng thiên đình mở là hướng đông bắc rõ ràng bằng mắt thịt, thì từ đó kiệt mới biết là cha ở trên đó. Thì bây giờ ai mà quay hướng đông bắc lại 12 lại, con hôm nay vô minh làm đường lạc lối bao đời thủy kiếp tạo bao nhiêu tội. Hôm nay con xin quay về với cha với mẹ. Con là Võ Văn Thưởng. Hôm nay con về với cha, con là Thiên Văn Thưởng. Cha thưởng cho con về thiên đình. là thưởng được về thiên đình thôi. Con sẽ làm Gorbachev là điều gì phải không? Có nhiều người không hiểu Gorbachev. Hiểu không? À, hiểu giải thích giùm mấy. Đi rất giải thích. Gorbachev là gì vậy? Có ai chọn không? Chống, còn chống. Hay quá, để cho mẹ giải thích Gorbachev là gì? Giải thích Gorbachev là gì vậy? Trời ơi.
Thiền vàng không cho mình nghỉ. Sư phụ mệt chắc để sư phụ nghỉ. Sư phụ mệt rồi chắc để sư phụ nghỉ. Sao? Sư phụ mệt rồi chắc để sư phụ nghỉ. Ông nói giỡn chơi chứ mà lộn. 6 tiếng. Sao chị? À, sao anh? Chị ở đây. Đã đang nhìn chị tự nhiên nói chị. Thank you.